con cháu của Ma Dương. Đức Phật đã dùng định lực để thắng lực thần thông của Ma Dương trong khi đấu pháp với chúng. Lúc đó Ma Dương bèn nói với Phật rằng: bây giờ tôi không có cách gì để thắng được ông, nhưng chờ đến tương lai sau này, khi đệ tử của ông không có đủ định lực tri kiến lại bất chánh, lúc đó tôi sẽ đục cửa chui vào nhà ông mà mặc áo của ông, ăn cơm của ông. Sau đó tôi lại còn tiểu tiện vào trong bát của ông. Thử xem ông sẽ làm sao. Đức Phật Thích Ca điềm nhiên nói: thế thì ta không có cách gì cả. Rõ ràng hiện nay đã có người xuất gia công khai nói kinh A-di-đà là giả, với lý do là trong kinh có những câu không có căn cứ để khảo chứng, như: từ đây đi về phương Tây, trải qua 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Ông ấy hỏi rằng: vị quan địa phương nào đo vậy? So ra khoảng cách của 10 vạn ức cõi Phật có lẽ là nhiều hơn một chút, hoặc cũng có lẽ là ít hơn một chút. Thế thì có chắc là 10 vạn ức cõi Phật không? Đúng là những lời lý luận ngu si sàng bậy, chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Gần đây là có vị xuất gia tuyên bố với mọi người rằng kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo, đừng nên tin. Bởi căn cứ vào đoạn kinh văn: nhân ngày quý kỵ của vua cha, vua Ba Tư Nạc Thiết Trai thỉnh Phật vào cung điện, nhà vua đích thân nghênh đón Đức Như Lai và thiết bày đầy cả thức ăn quý. Vì đó cho rằng đoạn văn này không phù hợp với phong tục Ấn Độ lúc đương thời, bởi ở Ấn Độ không giảng về đạo hiếu. Nhân đó ông quyết đoán rằng kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo, không phải do Phật thuyết giảng. Đó chính là hành vi quỷ kinh bán Phật, và quả báo của sự quỷ bán này khó mà tưởng tượng nổi. Tư tưởng của sư này thật quá ấu trĩ. Tâm sư ở đâu, quý vị có thể suy ra thì biết. Trong kinh Pháp Diệt Tần nói rằng tương lai khi đến thời kỳ mạt pháp, bộ kinh Lăng Nghiêm sẽ bị hủy diệt trước hết, bởi vì kinh Lăng Nghiêm là đại biểu cho thời đại chánh pháp. Nếu không có kinh Lăng Nghiêm, tức là không có chánh pháp. Hiện nay có rất nhiều sơn yêu thủy quái, chúng chủ trương là kinh Lăng Nghiêm không phải do Phật nói và muốn mọi người đừng tin. Nếu không tin kinh Lăng Nghiêm và bao nhiêu kinh điển khác đều có thể lấy bút quẹt bỏ hết mà không tin luôn à? Vì sao? Bởi không có căn cứ chăng? Cho nên quý vị có thể thấy rằng tâm địa của Ma Dương quả thật quá cay độc. Đây cũng bởi vì kinh Lăng Nghiêm nói lên sự thật quá rõ ràng, trong khi Ma Dương lại không thể giữ được tứ chủng thanh tịnh minh hối, tức bốn lời răn dạy thanh tịnh, cũng không thể tu được pháp môn viên thông của 25 vị thánh, và càng không dám đọc về cảnh giới của 50 loại ấm ma. Vì nó sợ bại lộ nguyên hình, khiến cho người ta biết được bộ mặt thật của nó, cho nên nó mới tìm cách hủy diệt kinh Lăng Nghiêm. Hủy diệt đây không phải là đốt kinh điển, mà là hủy diệt kinh từ trong tâm chúng sanh, khiến cho mọi người mất lòng tin đối với kinh Lăng Nghiêm. Chuyện trên đời là kỳ diệu như thế đấy. Thật, rất ít có ai nhận biết được. Cũng giống như nghề buôn, người bán thuốc giả thì rất đắt hàng, trong khi người bán thuốc thật lại chẳng có ai mua. Tại sao? Bởi không có người chân chánh nhận biết được giá trị của nó. Cho nên tôi bảo là sự thật thì không ai nhận biết, còn giả thì lại làm cho mọi người say mê. Đó là đạo lý rất dễ hiểu thôi. Hiện nay là thời kỳ mạt pháp, có nhiều người phỉ báng và không tin các vị sư chân chánh tu trì Phật pháp. Nhưng các sư giả bởi giảng pháp quá náo nhiệt nên có rất nhiều người đến nghe pháp, đến nỗi trong giảng đường không còn chỗ chứa. Người ta chen chúc như hộp cá mồi, chật thở không ra hơi. Thế mà lại có người xuất gia đề xướng khẩu hiệu không ăn chay. Ông sư này nói với mọi người rằng phàm hễ là người ăn chay đều có tâm tham, còn người không ăn chay mới không có tâm tham. Lý luận như vậy thật là chọc cười cho cả thiên hạ, là làm mù mắt người, khiến cho người ta hồ đồ qua, hồ đồ lại, hồ đồ cho đến lúc xuống địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi. Cho nên khi học Phật pháp, chúng ta cần nên có trạch pháp nhãn, con mắt biết chọn lựa pháp thì mới có thể phân biệt được phải hay trái, đúng hay sai và thiện hay ác một cách rõ ràng. Nếu không vậy, chúng ta chẳng khác gì như người mù sờ voi, mò không ra được đạo lý chân chánh. Người ta nói sao thì mình lặp lại y như vậy, nghe rồi phù hòa theo,
người ta nói con voi như bức tượng, mình cũng nói theo là voi như bức tượng. Người ta nói con voi giống như cây cột, mình cũng phụ họa nói voi giống cây cột. Rốt cuộc thì con voi giống như cái gì? Chúng ta đều chẳng biết. Khi học Phật Pháp, chúng ta phải hiểu cho được đạo lý, chứ đừng đi theo một cách mù quáng. Mọi người nên đặc biệt chú ý điểm này. Giảng ngày 17 tháng 4 năm 1984. Chẳng phải là ra vẻ khác lạ đâu. Tôi xuất thân từ miền quê và được giáo dục ở học đường rất ít, cho nên tôi hiểu biết không được nhiều. Đó là lý do vì sao tôi muốn mọi người cùng tập hợp lại với nhau như câu tập tư quảng ích, là tập trung lại nhiều ý kiến hữu ích, dùng trí tuệ của mọi người để cùng thảo luận các vấn đề. Nếu ai có ý kiến gì quý báu, xin cứ việc nêu ra. Chúng ta vì công việc cải thiện nền giáo dục mà tham khảo với nhau. Sau khi xuất gia, tôi nhận thấy tình trạng Phật giáo mỗi ngày càng một đi xuống, cho nên tôi muốn cải thiện lại. Tôi cảm thấy nền giáo dục cũng mỗi ngày một xuống dốc, cho nên tôi hy vọng sẽ sửa đổi cho tốt hơn. Tôi nguyện đem hết chút sức lực mình để làm chút lợi ích cho người. Bởi chí nguyện này, hiện nay tôi thành lập trường Đại học Pháp Giới Phật Giáo, trường Trung học Bùi Đức và trường Tiểu học Dục Lương tại Vạn Phật Thánh Thành. Và để thực hiện nguyện vọng đó của tôi, tất cả các lớp học đều miễn phí. Tại sao tôi muốn làm như vậy? Có phải vì tôi háo danh, ham tiếng, hay là vì muốn làm kiểu cách cho khác lạ chăng? Không phải đâu. Dụng ý của tôi là hy vọng tu chỉnh lại chế độ cửa hàng kinh doanh của nhà trường, khiến cho những người chỉ vì tiền trong ban giáo dục sẽ cải thiện lại các tư tưởng bất chánh này. Họ nên lấy việc giáo dục và đào tạo học sinh thành người lương thiện, tài giỏi để làm tông chỉ. Tuy tư tưởng nhà trường như là kinh doanh đã thâm căn cố đế, nhất thời không dễ gì thay đổi, nhưng tôi xin mọi người hãy đồng tâm hiệp lực để làm lại sự nghiệp này. Ngõ hầu dần dần sẽ cảm hóa được những người chủ ban kinh doanh ở nhà trường, khiến họ tự thấy được lương tâm và nhận thức rằng giáo dục là công tác thần thánh. Bởi vì giáo dục là đào tạo nhân tài trong thiên hạ, là việc làm vui vẻ khoái lạc. Nếu họ vẫn mê muội không chịu tỉnh ngộ, cũng chỉ vì kiếm chút đồng tiền hôi thối mà không biết hối tiếc là đã làm hại tiền đồ tương lai của học sinh. Tội này thật không thể dung tha, và họ sẽ ân hận ngàn đời. Chúng ta nên biết rằng tiền là vật ngoài thân, sanh không mang đến, chết không đem theo. Cho nên nói, muôn thứ không đem được, chỉ có nghiệp tội theo mình. Nghiệp chướng mà chúng ta đã tạo khi còn sống sẽ cùng xuống theo địa ngục để ta chịu khổ vô gián đoạn. Đến lúc đó, dù chúng ta có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Ngày 27 tháng 5 năm 1984, trường Đại học Pháp Giới Phật Giáo sẽ cử hành lễ tốt nghiệp. Những sinh viên đạt tiêu chuẩn tốt về đạo đức và học vấn khi mãn khóa sẽ được phát bằng chứng thơ học vị. Thông thường trong buổi lễ, các sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ đội mũ đen có bốn góc vuông. Dù là cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ, tất cả đều mang cùng một loại mũ như vậy, và thế giới cũng đều công nhận điều này. Các sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Pháp Giới Phật Giáo cũng được đội mũ, nhưng có chỗ cải tiến như cử nhân sẽ đội mũ bốn góc, thạc sĩ sẽ đội mũ 5 góc và tiến sĩ sẽ đội mũ 6 góc. Tại sao phải là như vậy? Bởi vì mỗi loại hàm chứa các ý nghĩa khác nhau. 4 góc là đại biểu cho người trong 4 biển đều là anh em. Kim thêm ý là tứ thông bát đạt, 4 phương đều thông suốt. Lại cũng biểu hiện của tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. 5 góc đại biểu cho ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hoặc là năm giới căn bản, sát, đạo, dâm, vọng, tửu, hoặc cũng đại biểu cho năm châu, Âu, Á, Phi, Mỹ, Úc. 6 góc đại biểu cho lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, hoặc đại biểu cho 6 phương, đông, nam, tây, bắc, trên và dưới. Cũng có thể nói, 6 góc là đại biểu cho 6 nghề, lễ, nhạc, xạ, ngự, thơ, số. Đó là những ý kiến của tôi. Hy vọng mọi người sẽ đưa ra ý kiến để chúng ta cùng nhau nghiên cứu rồi quyết định. Có người nói, vì theo truyền thống, cho nên tất cả các sinh viên khi tốt nghiệp đại học đều đội mũ 4 góc. Nhưng theo cách nhìn của tôi, nếu có phương pháp tốt mà chúng ta không dùng và vẫn cứ khư khư giữ khuôn phép cũ,
thế thì phải nói là quá cố chấp, cũng có thể nói là ngu si nữa. Ở phương Tây, tôi chưa gặp qua người tốt nghiệp đại học Phật giáo chân chánh nào cả. Phật giáo ở đây chỉ là mới bắt đầu, nên chưa có quy chế nhất định. Trường đại học Pháp giới Phật giáo là tầng hư không, biến Pháp giới, quảng đại vô biên. Bây giờ tạm thời không có người nào biết, nhưng trong tương lai sẽ có rất nhiều người bắt chước theo cách thức như trường học của chúng ta. Cho nên, nay tôi đề nghị là sinh viên tại gia khi tốt nghiệp đại học sẽ đội mũ đen, còn sinh viên xuất gia khi tốt nghiệp đại học sẽ đội mũ vàng. Tôi cũng chẳng biết ý kiến này có giá trị không nữa. Giảng ngày 20 tháng 4 năm 1984. Phương châm giáo dục của dạng Phật Thánh Thành. Bất luận làm việc gì, chúng ta cũng phải có lòng nhẫn nại, từ từ làm chứ không được gấp rút. Quý vị nên biết, Tòa Thánh La Mã Rome không phải chỉ trong một ngày mà thành lập được. Cùng như lý lẽ trên, việc giáo dục học sinh không phải một hay hai ngày là có thể dạy cho chúng hiểu rõ được, mà cần phải có tâm bền chắc, lâu dài để dạy chúng làm sao trở thành người tốt và làm sao tạo cơ sở cho nhân cách tốt, chứ không phải dạy học sinh làm sao có được việc làm tốt và kiếm được nhiều tiền để tự mình được hưởng thụ. Đó là lối giáo dục theo chủ nghĩa vị lợi. Phương châm giáo dục của dạng Phật Thánh Thành là dạy học sinh học tập về nhân nghĩa đạo đức. Trong tương lai, khi chúng ra phục vụ cho xã hội, dù ở cương vị nào, chúng cũng sẽ dựa theo đạo đức nhân nghĩa mà làm việc. Chúng tuyệt đối sẽ không hùa nhau làm bậy, cũng không có hành vi làm tổn hại người để lợi mình. Quý vị nhớ đấy, chúng ta không nên ham danh háo tiếng, cũng đừng học theo thói ngụy quân tử, giả bộ là nhà từ thiện, làm được chút việc, rồi đến đâu cũng quảng cáo tuyên truyền cho mình. Chúng ta nên học tập theo đức hạnh chân chánh và thực hành một cách thực tiễn. Phương pháp giáo dục của chúng ta hoàn toàn khác biệt với phương pháp giáo dục của mấy chỗ khác. Không phải là chúng ta muốn đánh đổ cách giáo dục của họ để nêu lên nền giáo dục của mình, cũng không phải là chúng ta muốn tranh giành hay muốn thi đua gì với ai, mà chúng ta chỉ muốn giữ vững lập trường giáo dục để dạy dỗ cho thế hệ kế tiếp, không cần biết là người ta làm đúng hay không. Chúng ta chỉ muốn làm việc cho đúng và không làm trái với lương tâm, thế là đủ rồi. Giảng ngày 25 tháng 4 năm 1984. Từ bi hỷ xả là cơ bản tu đạo. Người tu hành nhất định là phải bồi dưỡng tứ vô lượng tâm. Khi có tứ vô lượng tâm rồi, mình mới có thể giáo hóa chúng sanh và khiến cho chúng sanh lìa khổ được vui. Nếu người tu đạo không có tứ vô lượng tâm, tức là làm ngược lại với đạo, và dù có tu đến 8 vạn đại kiếp cũng vẫn còn xa Phật đạo đến cả 8 vạn 4000 cây số. Tứ vô lượng tâm là điều kiện cơ bản mà mỗi người tu nên có. Sao gọi là tứ vô lượng tâm? Tức là từ bi hỷ xả. Vô lượng là không có hạn lượng, có nghĩa là không bỏ dở nửa chừng, hoặc không đến giữa đường rồi tự vạch mức giới hạn cho mình, không muốn tiến tới. Như mới được chút định đó thì lấy làm đủ và nghĩ là xong rồi. Thật ra từ bi hỷ xả không có lúc nào là đủ cả, mà có được càng nhiều thì càng tốt. Chúng ta nên mở rộng, tăng cường từ bi hỷ xả cho đến khi đạt đến cảnh giới toàn thiện mới thôi. Một, từ là có thể cho niềm vui. Chúng ta có cho chúng sanh niềm vui không? Nếu như không có, đó tức là chúng ta không dùng hết lòng từ của mình. Chúng ta nên tiến đến mục tiêu vô duyên đại từ, là dùng lòng từ bi đối xử với những người không có duyên với mình. Chúng ta không những thông cảm với người cùng trong hoàn cảnh khó khăn, mà chúng ta cũng nên thông cảm với cả loài động vật trong cảnh hoạn nạn nữa. Nếu có chuyện không may xảy ra, chúng ta nên ra tay tiếp đỡ, giúp chúng sanh thoát dòng khổ hải. Đấy là công việc mà Phật tử nên làm. Chúng ta đừng nên có thái độ dửng dưng, chỉ biết đứng nhìn mà không chịu giúp. Vì thế là đánh mất tinh thần cứu thế của Phật giáo. Trái lại, Phật giáo lấy từ bi làm hoài bão, dùng cửa phương tiện của đạo Phật để tiếp nhận chúng sanh. 2. Bi là có thể bạc trừ khổ não. Chúng ta có thể bạc trừ sự đau khổ của chúng sanh không? Nếu không thể, thì đó là vì chúng ta chưa dùng hết lòng bi của mình. Chúng ta nên có tư tưởng đồng thể đại bi, cũng tức là thấy người chết chìm như chính mình bị chết chìm, thấy người đói như chính mình bị đói. Phật giáo lấy bi làm tông chỉ, vì bi là lòng lân mẫn thương xót. Trong khi các nhà nho nói rằng bi thiên mẫn nhân
lại cũng phù hợp với ý nghĩa trên. Do đó mà biết rằng tư tưởng của thánh dân trong thiên hạ đều giống nhau, như cùng xuất phát theo vết bánh xe, không tách rời lòng trắc ẩn xót thương. Phật giáo chủ trương từ bi, Nho giáo đề xướng trung thành và tha thứ, tâm tâm tương đồng, đấy là cốt tủy của tôn giáo. Nếu không thì là dị thuyết của ngoại đạo. 3. Hỷ là tâm vui vẻ. Chúng ta có quan hỷ vui thích học Phật Pháp không? Chúng ta có sanh ưu sầu phiền não hoặc có tâm tư bực dọc không? Nếu quả là có, chúng ta hãy mau sửa đổi, đừng phát sanh tánh tình như thế. Nếu còn chút ít tập khí rồi dụng công phu từ thức tình lục dục thì đó là quan niệm sai lầm. Nên hiểu là chúng ta không được tiếp tục có thứ quan niệm sai lầm như thế. Nếu không, chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi hậu quả của nó sẽ ra sao. 4. Xả là tâm buông xả. Chúng ta có tâm buông xả không? Nếu có, vậy là lớn hay nhỏ, là nhất thời hay là vĩnh viễn? Xả cái gì? Là phát tâm cho chúng sanh sự vui vẻ, bạc trừ cái khổ của chúng sanh và giúp họ trong hoàn cảnh nguy khốn. Nếu làm được như thế, chúng ta sẽ sanh lòng hoan hỷ đến mức vô hạn. Nhưng chúng ta đừng nên chấp vào đó. Làm xong việc rồi nên quên hết, chứ đừng lưu giữ trong tâm thức. Nếu chúng ta chấp mà không quên được, đó không phải là hạnh nguyện của Bồ Tát. Chúng ta nên có tinh thần thi ân bất cầu báo thì mới được xem là người Phật tử chân chánh. Giảng ngày 26 tháng 4 năm 1984. Nhẫn là bảo vật vô giá. Đã là Phật tử, chúng ta nhất định phải biết nhẫn. Nhẫn cái gì? Là nhẫn nhịn những cái người ta không thể nhẫn. Có người nói, tôi thật là nhịn hết nổi rồi. Nếu chúng ta nhịn hết nổi, tức là không thể hết được. Hết cái gì? Là hết nghiệp chướng. Nếu nghiệp không tiêu, tình chưa không, tức là còn có sanh tử. Cho nên nói, nghiệp bất trọng, bất sanh ta bà, ái bất đoạn, bất sanh tịnh độ. Chừng nào nghiệp tan, tình không, đến lúc đó chúng ta mới hết sanh tử và được giải thoát thật sự. Người tu hành nên có công phu tu nhẫn nhục, nhẫn đói, nhẫn khát, chịu gió, chịu mưa, chịu nóng, chịu lạnh, đến nỗi phải nhẫn sự chửi mắng và nhẫn sự đánh đập luôn. Những cảnh này đều là thử thách. Như tôi thường nói, tất cả là khảo nghiệm, xem bạn sẽ làm sao. Đối cảnh mà không biết, phải luyện lại từ đầu. Dù gặp nghịch cảnh như thế nào đi nữa, chúng ta cũng nên tiếp nhận với tâm lý nghịch lại thuận thọ. Chúng ta đừng để cảnh giới xoay chuyển hoặc dựng cờ trắng mà đê đầu xin hàng phục. Người xưa nói, việc nhỏ mà không nhìn tức sẽ làm hư chuyện lớn. Nhẫn nhìn là bảo vật vô giá. Nhìn giây lát, gió yên sóng lặng, lui một bước biển rộng trời xanh. Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, có một hôm Ngài đi ngang qua bờ sông và thấy một con giả can thuộc loài lang sói muốn ăn thịt con rùa. Nhưng con rùa thì rút đầu thụt cả chân tay vào trong cái mai, rồi nó nằm yên không động đậy một lúc thật lâu. Giả can vì không có tâm kiên nhẫn nên bỏ đi. Con rùa do có lòng nhẫn nại mà bảo tồn được sanh mạng. Đức Phật nói với tôn giả A Nan rằng, người tu hành cũng nên như vậy. Bậc Cổ Đức nói, gần đây tôi mới học được cách của con rùa, lúc nào đáng rút đầu thì hãy rút đầu. Trong lúc nóng giận mà quý vị nhịn được thì quý vị sẽ miễn lo âu cả trăm ngày. Nếu người ta chửi mình, xem như mình đang thưởng thức một bài hát đang thịnh hành. Nếu có người đánh mình, xem như mình đi đường vô ý, da vào cột cửa. Nếu quý vị quán tưởng như thế, dù là giáo mát gì cũng tự nhiên biến thành ngọc lụa. Nếu không, ngọn lửa vô minh nổi cơn lôi đình sẽ bốc cao ba trường mà phát thành một trận đại chiến. Kết quả hai bên đều bị thương, không những tổn thương tình cảm lại còn mất cả nhân cách và bị người ta chê bai là mình thiếu tánh điềm tĩnh. Cho nên nói, thọ tận thiên hạ bá ban khí, diễn tựu hương trung nhất đoàn xuân, tức là chịu được hết trăm lần lời chỉ trích của thiên hạ sẽ nuôi dưỡng thành bài hát xuân trong tâm ta. Chúng ta có thể lấy những lời vàng ý ngọc này để làm câu châm ngôn cho mình. Giảng ngày 5 tháng 5 năm 1984. Có lòng tham sẽ không thành tựu được gì. Người tu hành nên trong sạch như con mắt của mình, không thể dung chứa dù chỉ một hạt cát. Ví như trong mắt quý vị có hạt cát, nhất định quý vị rất khó chịu và lo tìm cách để lấy nó ra ngay. Nếu không, cả thân tâm quý vị cũng chẳng sao yên được. Tu đạo cũng giống như thế. Hạt cát đó là gì? Là lòng tham. Có lòng tham thì mọi việc
sẽ bắt đầu biến đổi. Bản lai vốn trong sạch, nhưng một khi trong đầu có ý tham, tức khởi động tác dụng hóa học, biến nước trong sạch thành nước dơ. Như vậy đã không có lợi cho người, trái lại còn hại cho mình nữa. Người tu hành hãy có một phần thành tâm là có một phần thành tựu và cảm ứng. Có 10 phần thành tâm sẽ có 10 phần thành tựu và cảm ứng. Khi có được thành tựu và cảm ứng rồi, chúng ta không nên chấp chứa ở trong tâm, vì là ưng vô sở trụ, nên chúng ta hãy quên phước nó đi. Mục đích chủ yếu tu đạo của chúng ta là vì muốn liễu sanh thoát tử, chứ không phải vì cầu cảm ứng. Quý vị nên nhớ lấy, chúng ta tu hành thì không nên có ý đồ chỉ cầu được thành tựu, muốn được cảm ứng, vì đó là điều sai lầm to lớn. Mọi người nên hiểu cho rõ về điểm này. Nếu quý vị chuyên tâm nhất trí tu hành, khi công phu đến mức thành tựu rồi, tự nhiên quý vị sẽ được thành tựu và cảm ứng. Nhưng nếu tu hành mà có ý đồ, quý vị vĩnh viễn sẽ không thành đạt gì, và cũng không có cảm ứng chi. Như câu nói, có tâm là vọng tưởng, vô tâm là cảm ứng. Cảm ứng thì có thể hy vọng, nhưng không nên cầu xin. Người tu hành nên chỉ hỏi chuyện cày bừa, chứ không hỏi việc thu hoạch. Bất luận làm việc gì, chúng ta cũng nên tận lực làm, và đừng màng đến kết quả sẽ ra sao. Dù như thế nào, mình cũng nên quang minh chánh đại. Điểm xuất phát là chỉ vì công chứ không vì tư, không có tâm ích kỷ riêng tư khi làm việc, và không tính toán lo rầu về chuyện thành hay bại. Khi làm việc cho công chúng, chúng ta cũng nên như vậy. Chúng ta không nên lo sợ, giống như phía trước đã có sói, còn phía sau thì có cọp. Vì nếu có chuyện xảy ra, ai cũng không dám đứng ra gánh vác, rồi xô đẩy trách nhiệm cho nhau. Chuyện nhỏ như vậy, còn chuyện lớn thì cứ suy ra thì sẽ biết. Đừng có vọng tưởng như người ngu, là không đi học mà muốn được bằng tiến sĩ, không trồng trọt mà muốn thu hoạch ngũ cốc, không mua vé đua ngựa mà đòi trúng giải nhất. Đâu có chuyện tiền lợi vậy. Như mùa xuân, quý vị phải lo gieo giống, cày cấy, tưới nước, bón phân, thì đến mùa thu mới có thu hoạch được. Cho nên nói, một phần cày bừa được một phần thu hoạch là đạo lý tự nhiên thôi. Quý vị hãy chú ý, chớ nên khởi tâm tham cầu, tham thành tựu, tham cảm ứng, vì đó là chuyện mơ mộng như đi trong cõi mịt mờ, và cũng đừng nên tự dối gạt mình. Nếu như không nhận rõ được mục tiêu, bỏ gốc lấy ngọn, là quý vị lãng phí thời gian quý báu của mình mà chẳng được gì. Sau có hối hận cũng đã trễ mất. Giảng ngày 17 tháng 5 năm 1984. Vô minh là căn bản của sanh tử. Vô minh tức là tham, sân, si, mạn, nghi. Năm thứ ác nghiệp này có thể khiến cho con người điên đảo đến phát cuồng. Một, tâm tham là đối với cảnh thuận, chúng ta sẽ khởi lòng tham ái đến nỗi không có thì không được. Thậm chí có người vì muốn được mục đích của mình mà bất chấp các thủ đoạn, bằng không họ chẳng cam lòng. Hai, tâm sân là khi gặp nghịch cảnh, chúng ta sẽ giận hờn và nổi nóng, như không chửi người thì cũng đánh người, thậm chí còn giết hại người nữa. Đó đều là do tâm sân hận tác quái. Nó khiến con người mất cả lý trí và ý chí xử sự mọi việc. Người có tâm như thế ắt sẽ làm cho xã hội chẳng được an ninh trật tự. Ba, tâm si là người không có trí huệ, không biết phải trái, cũng không phân biệt được thiện ác, cho nên hồ đồ điên đảo, hậu quả là thành kẻ bất lương, tạo nhiều nghiệp tội. 4. Tâm mạn là tự đề cao mình và đè ép người khác, tự cho chuyện gì mình cũng hay hơn, nổi bật hơn người. Thứ hành vi cống cao ngã mạn này là điều tối kỵ, chúng ta không nên có. 5. Tâm nghi là người đối với việc chánh đáng lại sinh lòng hoài nghi, không tin lời nói của bất cứ ai. Người có thứ tâm lý như vậy là bất thường, là sai lầm vì đã tự hạ thấp mình. Năm loại tâm lý này đều là không bình thường, đều là do cá nhân vô minh dẫn đến. Người tu hành nhất định phải tiêu diệt vô minh, đừng để nó gây sóng gió thành tai họa vô cùng tận như vậy. Vô minh khiến cho kẻ phàm phu chỉ biết dụng công vào mấy thứ tình dục. Họ nghĩ rằng chuyện tình ái ở thế gian là thật, cho nên họ không thể xa rời và cũng không nỡ buông bỏ nó. Do đó, họ gắn bó với lục thân quyến thuộc một cách rối ren mà buông xả không đành, rồi họ tạo ra biết bao thiện ác lẫn lộn. Họ cũng không phân biệt được giữa ô nhiễm và thanh tịnh. Đời đời kiếp kiếp, họ cứ quay quanh trong vòng sanh tử luân hồi, vĩnh viễn không bao giờ ngừng. Cho nên nói, vô minh là căn bản của sanh tử.
Người tu hành không có mấy thứ rắc rối đó đè nặng trong tâm, cho nên họ dễ được thanh tịnh, giải thoát và hết sanh tử. Nếu không cắt đứt vô minh, chúng ta vĩnh viễn sẽ bị nó chi phối, để rồi xuống địa ngục, chạy lên núi đao hay là vào chảo dầu sôi. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ hối hận là lúc đầu sao mình không chịu tu hành tinh tấn, nhưng rất tiếc là đã không còn kịp nữa. Tôi xin khuyên quý vị nên tu hành cho kịp thời, đừng có tưởng là ngày tháng còn dài mà hẹn lần hẹn lựa. Bậc cổ đức có nói, đừng đợi đến già mới học đạo, mồ lẻ loi lắm kẻ thiếu niên. Học đạo được một ngày đã gần được tịnh độ thêm một chút. Như vậy từng chút quý vị sẽ đến được cõi tịnh độ. Nếu quý vị không chuyên cần tu đạo mà lại muốn đến tịnh độ thì sẽ không đến được đâu. Công việc trên đời dù chúng ta có lãng phí thời gian để làm, rốt cuộc cũng chẳng được lợi ích gì. Nhưng chỉ có pháp môn tu hành đã không lãng phí thời gian. Nếu quý vị tu được một phút thì được một phút lợi lạc. Cho nên nói gom cát thành tháp, tức là từng bước không ngừng tiến tới, tự nhiên quý vị sẽ đến được bờ bên kia. Giảng ngày 5 tháng 7 năm 1984.